Nhị nữ, làm gì quá chi vậy? Nè, đôi dép này tặng cho muội được không? Ích kỷ. Phu nhân đã nói, trong phủ hầu gia này, chỉ có cô ấy và phu quân mới có thể mang đôi dép đó. Còn nữa, còn có tôi. Muội không tin, muội không thể mang. Mang thì sao? Muội cứ mang. Muội mang thì mang thôi, giận cái gì chứ? Không thích như tỷ của muội, cứ cảm giác tự mình cao cao tại thượng. Xem thường người khác. Tử Hào à, người cứ tự mình đi dài dòng đi. Công bộ của tôi còn chút việc, đi trước nha. Cứ từ từ. Người đâu hết rồi? Bệ hạ Hải Hàm, phu quân sáng sớm đã vội vàng ra ngoài rồi, không biết đi đâu rồi. Ta biết rồi, hắn đi Nam Lâm Phạm, cấm địa hoàng gia, sao có thể tùy tiện qua đó? Đương nhiên đi được, bổn cung đã đưa lệnh bài cho hắn. Quân ấy đến đó làm gì? Quân ấy không có nói với muội sao? Đi xem bông còn rồi. Chưa nghe nhắc đến. Sao có thể vậy? Bổn cung còn tưởng là ngươi với Tử Hạo không gì là không thể nói với nhau. Xem ra cũng chỉ là lời đồn thôi. Điện hạ biết được hôm nay phu quân không có ở đây, vậy thì tế phụ có việc gì không? Bổn cung muốn nhờ phu nhân truyền lời cho Tử Hào, chính là hôm nay bổn cung có tâm trạng đi cùng huynh ấy rồi. Mấy ngày công chúa đến đây, tưởng cần giở một di thư và phương thức chứ. Ghi chép cũng gần xong rồi. Còn sớm hơn à? Việc gì trên người Tử Hào cũng dùng hoài công hết, lấy hoài công thiếu. Không phải vậy chứ, hạ thần lại có thể gặp được người thông minh như phu quân vậy, hạnh phúc muốn chết luôn. Sợ hắn kiếm tẩu biên phong, hôm qua hắn còn than với ta. Thôi phụ có người mới, rất muốn tự chiếm lấy, như vậy thì hấp tấp quá độ. Điện hạ, phu quân đã ghi chép giở một di thư cho người đã lâu, ngay cả công thức gia truyền cũng tặng cho người. Sao công chúa lại làm khổ huynh ấy vậy? Phu nhân, bổn cung chỉ có ý tốt, có ý nhắc nhở người. Tử Hào này là người đã từng ngoại tình, xem như có tiền án. Nếu như bệnh cũ tái phát, người có chịu nổi không? Thôi được rồi, thời gian không còn sớm. Tử Hào cũng không có ở đây, bổn cung về trước đây. Thứ cho sức khỏe của hạ thần công tú, không tiện tiễn rồi. Không cần tiễn đâu, di tử của hậu của các người bổn cung quá rành rồi, không cần phải tiễn đâu, dưỡng bệnh cho tốt. Cô ấy có ý gì vậy? Đây rõ ràng là chọc tức mình mà. Thật là hiếp người quá đáng. Phu nhân bớt giận, phu nhân bớt giận. Thật ra phu nhân cô ấy quan tâm muội. Muội không tin đâu, tỷ ấy. Tỷ ấy chỉ biết quan tâm tới bản thân thôi. Tỷ ấy thật lòng quan tâm muội. Từ lúc trở thành hầu gia phu nhân thì đã kiêu ngạo bước lên trời rồi. Phu nhân, nhị nương, mau ra đây đi. Ra đây đi, ra đây đi. Mệt chết quên rồi. Phu quân, cầm lấy. Mệt chết đi được. Đây chính là dưa trong truyền thuyết. Phu nhân giỏi thật. Dưa hấu, mau bắt ra thử đi. Đừng làm gì mà hấp tấp vậy. Cái này phải bỏ trong giếng mới được. Quên mệt cả ngày rồi. Hai mụ tốn chút công, bỏ xuống giếng nha. Phu nhân, đi nào. Dưa đâu ra vậy phu quân? Nói ra cũng tức cười. Hôm nay quên đến Nam Lâm Phạm, dưa này trộm từ hoàng thượng đó. Vậy sao phu quân tới Nam Lâm Phạm cũng không nói với thần thiếp một tiếng? Quân đi vội vàng quá, chưa kịp tôi nói cho phu nhân biết, nhưng sao quân lại nói cho công chúa?
Phu nhân thử nghĩ xem, nếu như huynh không nói với công chúa thì làm sao có được lệnh bài? Nếu không có lệnh bài thì làm sao tới được Nam Lâm Phạm đây? Tới không được Nam Lâm Phạm thì làm sao lấy viên hấu cho bông còn? Nếu như không có bông còn thì làm sao cho thần thiết một cái áo bông còn được chứ? Làm không được áo mặc thêm vào tiệm phu quân sẽ cảm thấy hối tiếc suốt đời. Cái gì gọi là áo mềm dùng người vậy? Áo mềm dùng người chính là một cái áo có thể giữ ấm lúc mặc trên người, dày nhưng không nặng, mềm mềm dẻo giống như là nằm trong vòng tay của phu nhân vậy. Thì ra trong lòng của phu quân còn nhớ tới thần thiết, đó là đương nhiên rồi. Vậy lần này ta cho huynh đi thôi. Nghe nói loại dưa này chỉ có hoàng thượng mới được ăn, hôm nay đúng là có khẩu phúc rồi. Còn phải nói nữa, hôm nay huynh đến Nam Lâm Phạm gặp mặt tên họ Lý, hắn còn vô duyên pháp hơn huynh nữa. Hắn vừa nói vừa nhìn, huynh cảm thấy miệng của hắn trước sau cũng gây họa. Vậy phu quân phải tránh xa hắn để tránh gây họa cho thân mình. Đừng có ai dành với mụ nha, ta kia dành cho Minh Nhi. Ăn dưa không nhả hạt, coi chừng mọc dưa trong bụng đó. Mọc lên được càng tốt, mụ ăn ngon hơn. Quỳnh nói với muội, hạt của mấy muội không được nuốt, cũng không được nhả lung tung. Nhả vào chỗ này cho Quỳnh, năm sau nhà chúng ta sẽ tự trồng. Cũng là tỷ phu có tầm nhìn, muội không nuốt nữa. Nếu như nhà chúng ta có một mảnh đất dương, vậy thì đủ kịp cuộc sống của hoàng thân quốc hết rồi. Ở đây mà được vậy, nó chỉ là trồng chơi thôi. Mấy trăm năm sau có bỏ ngoài đường cũng chẳng ai nhặt. Lại nói lung tung, phu quân đâu phải là đại dương bá, sao biết được chuyện vài trăm năm sau chứ? Ý của phu quân chính là chúng ta sau này đều sống lâu trăm tuổi. Đúng rồi, nếu muốn sống giống như đại dương bá thì phải sống hơn ngàn năm vài năm. Không ai lấy, vậy thì huynh ăn đó nha. Lan Lan công chúa giá đáo. Hoàng huynh gọi muội đến có việc gì không? Hoàng muội à, hôm nay trẫm gặp được Dương Tử Hào đúng là kỳ tài, thực sự không muốn để hắn ở ngoài thành mai một. Ý của hoàng huynh chính là cho hắn làm quan. Đúng, người của hắn tài hoa đúng là số một, đáng tiếc vô tâm mục đích, cho nên mới cần hoàng muội thuyết phục hắn. Vậy muội sẽ cố gắng hết mình. Trăng sáng lúc nào có, đem rượu hỏi trời xanh, không biết quan trên trời bây giờ là năm nào. Đến đại đường được một năm rồi, cũng chẳng biết người thân ở quê nhà thế nào rồi. Nếu lúc này có điếu thuốc thơm để hút, vậy thì tốt rồi. Phu quân, đó là biết huynh đang ở đây. Muội cũng lanh lợi lắm. Phu quân, mỗi lần huynh ở đây đều giống như là một người khác vậy. Phu quân, huynh giống thần thiếp lắm, cũng lẽ lo vậy. Đầu của muội suy nghĩ cái gì vậy? Muội có huynh, còn có phu nhân, đều thương yêu muội, muội sao lại có thể cô đơn được? Trong lòng khó chịu lắm, chỉ có những lúc ở một mình cùng phu quân mới thực tại. Lại nhõng nhẽo với huynh có phải không? Thôi đi muội à, phu quân vẫn luôn xem muội như đứa trẻ. Thật ra muội đã lớn rồi. Phu quân xem đầy đủ không, có thích không? Thích cái gì mà thích chứ? Cứ nói chuyện là đánh người, muội còn dám nói huynh nữa. Muội không sợ sau này huynh không thương muội à? Thời tiết không sợ, phu quân thích thời tiết như vậy. Ngày thường thời tiết sống không thật, chỉ có lúc ở riêng một mình với phu quân, muội muốn sống thật được. Nếu như vậy không được thì thời tiết sẽ không sống nữa. Vậy thì không sống nữa nha. Được. Không sống hả phu quân? Tiểu hầu gia, trời nắng nóng như vậy, ngươi đứng ở đây nắng hay không? Nóng hay không? Tâm tịnh tự nhiên mát. Được rồi, ngươi cứ từ từ gom, ngươi cạo hết trâu đi nha. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đúng là hết cách. Phu nhân, phu quân, Tống Tế Quản hôm nay có quan viên tới, mời phu quân qua đó giảng học. Tống Tế Quản chẳng ra làm sao hết.
Mai mà hôm nay Quynh ra ngoài, nó không thì phiền phức với họ rồi. Nhiều người muốn cũng không được. Cho phu quân nói một câu biến thành nơi u ám rồi. Nghe lời khuyên của thiếp đi. Chỉ cần phu quân tiến vào, vậy thì thân phận sẽ khác. Gặp hoàng thượng rồi, cũng được ngồi rồi. Cho dù được gặp hoàng thượng thì Quynh cũng không đi. Người ta cũng đã tới rồi, sao có thể mặc kệ người ta chứ. Vậy mỗi lên bình thản đem chúng chức là được rồi. Quynh xem, Phạm lại không trả lời, dính vào sẽ phiền phức. Vậy thần thiếp không hiểu rồi, nên tốt giờ có thể gặp phiền phức gì chứ. Phu nhân chưa biết, quan trường như chiến trường, không có ba đầu sáu tay thì nên tránh xa vẫn tốt hơn. Vậy sao mới có ba đầu sáu tay? Phu quân hay là dạy cho thần thiếp biết đi. Không sợ phu quân, mạnh tay bể hoa, nhẹ một chút, mùa đang bị trong tháng rồi. Là lan lăng. Lúc nào không tới, đúng lúc này lại tới. Đến rồi cũng tốt. Quynh nhờ cô ấy trả lời thiệt, từ chối chuyện này là được rồi. Tránh đem dài lắm mồm. Đợi Quynh quay về. Công chúa Cát Tường. Tử Hào tiến triều làm quan, đáng vui đáng mừng. Người khác tưởng mới đúng. Thôi nào đại tỷ, tôi còn muốn an dưỡng tuổi già, còn muốn mấy một bách niên giai lão. Thôi đi, đừng tưởng nói những lời như vậy có thể làm đảo lộn hết. Thật tình không nói xạo, tôi chẳng có xem là người ngoài đâu, chỉ là chưa sắp xếp chỗ ngủ cho cô trong nhà thôi. Một nhà không nói chuyện hai lời, tôi cũng nói thẳng vậy, tôi không muốn làm quan. Việc gì cũng có thương lượng, cứ ngồi gần ta một chút, ngồi xa quá không thoải mái. Trời nóng như vậy, cách xa mới có cảm thấy thoải mái chứ. Cô cũng nói thẳng đi, tôi làm sao mới có thể không tốn công sức, lại có thể từ chối được việc này một cách ổn thỏa. Con người của ngươi sớm ta đã nhìn thấu rồi. Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ những điều trái đạo không. Có chút thông minh thôi, ngoài ra chẳng có bản lĩnh gì. Bổn cung đã gặp ngươi lâu rồi, nên biết ngươi muốn sống một cuộc sống yên bình. Nhưng nếu như người không biết thì còn tưởng rằng ngươi lấy lưu để tiếm. Còn có mưu đồ khác. Mưu đồ khác sao? Có âm mưu gì chứ? Ngươi có âm mưu gì? Chỉ chút bản lĩnh của ngươi, nhiều lắm cũng chỉ đến tiền tài thôi. Cô đừng dùng kế thích tướng nha. Không được đâu. Cố gắng chút nữa đi. Rồi hẳn nói, cuối cùng phải làm sao? Làm quan phóng tới quản, dễ dàng tiếp xúc hoàng thượng. Nào là hoàng tử, thái tử, ngay cả hoàng thượng cũng đích thân hỏi thăm. Muốn công nổi tiếng mới khó. Vấn đề là tôi không muốn nổi tiếng. Bổn cung biết là ngươi không thích hiển sơn lộ thủy. Nói thật với ngươi, chuyện này không thể nào rồi. Đây là chỉ định của hoàng thượng. Vậy thì ta sẽ tới thành lâu bao hết, kêu thêm mấy tên háo sắc, làm loạn 3 năm ngày. Tới lúc đó ta xem cái gì mà tống tế quản, dự tính là chẳng có chỗ nào dám để cho ta vào luôn. Ta thấy người sớm mà có dự định rồi, muốn tìm lý do này để đi sung sướng ở ngoài. Nói cho người biết, người trong mắt hoàng thượng chỉ cần không có giết người phóng quả, không tán tận lương tâm, cho dù là mở thanh lâu cũng không sao. Nhiều lắm thì cũng phong thêm cho cái tên tài tử phong lưu thôi. Tôi sẽ giả điên. Tôi không tin hoàng thượng là để cho một người đi làm quan. Vậy thì không ra gì hết cả. Vậy thì ngươi giả đi. Muốn giả thì giả cho thật nha. Để cho cả thế giới này đều biết được ngươi là một kẻ điên. Cô đừng tưởng là tôi không dám. Không có tưởng là ngươi không dám. Cô ép tôi đúng không? Không ép tôi sao được. Ngươi muốn giả thì giả cho thật. Hy vọng như vậy hoàng thượng sẽ thay đổi chủ ý. Được, lão tử sẽ ra ngoài. Phu nhân, phu nhân, phu nhân. Tiểu hầu gia và công chúa đã cãi nhau rồi. Cãi nhau càng tốt, đừng lo cho họ. Nhưng mà họ đều. Sao lại đứng thờ người ra dậy ra ngoài đi? Dạ. Một người là trăng dưới nước, một người là hoa trong gương. Tôi phải xem họ có thể làm điều gì mới mẻ. Tiểu điệp, tiểu hầu gia đi đâu rồi có biết không? Công chúa đâu? Tiểu hầu gia, dạ không biết. Nhị nương tử, toàn tử, phu nhân người gọi tôi. Tiểu hầu gia đâu rồi? Hình như không biết hả? Có phải là ra ngoài cùng công chúa không? Có thể là như vậy, đi đâu rồi cũng không biết nữa. Công chúa này không biết là dở trò gì nữa đây. Phu nhân người yên tâm, có nhị nương tử đi theo rồi.
Sao lại ngày càng giống như Yến Tử vậy? Giảng chết đi được. Nè Phạm Tử, cô gọi tôi hả? Hôm trước tôi hơi nặng lời rồi. Ngươi đừng để bụng nha. Hôm nào đâu? Quên rồi. Còn nữa, đã tả trứng gà của ngươi, tấm lòng của ngươi, ta hiểu rồi. Được có sáu. Đây chính là hôm trước vị phu nhân thưởng kẹo quế qua cho ta. Sau này nếu như ngươi có chóng mặt thì ngậm một viên. Tôi không nhận. Đa tạ. Trời ơi cha mẹ ơi, con không nằm mơ chứ. Đã 2 canh giờ trôi qua rồi, cũng nên trở về rồi. Chẳng lẽ hay là để con phụ bắt rồi? Tự hào này đúng là muốn giả khùng giả điên. Ta xem hắn đây là điên thật rồi. Công chúa, cô thành công rồi. Sao người lại làm bản thân ra nông nỗi này? Mau nói cho ta biết. Tôi nói với người, hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy như vậy. Chính là dạng người cất thành Trường An. Ngay cả bà lão 70-80 tuổi cho tới đứa trẻ đang 4, không một ai là không vỗ tay khen thưởng. Ngay cả người cùng tộc cũng bị tôi làm cho sợ chạy khắp đường. Cái gì, trứng gà thối, cải xanh, chọi vào tôi hết. Thật là sảng khoái. Phải la lên thôi. Tôi muốn xem thử đời còn có người nào tìm tôi làm quan cái gì đó không. Vậy ta phải chúc mừng cho ngươi. Thật tình chúc mừng ngươi. Hôm trước tôi đi Nam Lâm Phạm, gặp một người quen thuộc. Người đó còn rót nước cho tôi uống. Mùi vị cũng trà sao ấy. Vậy sao? Hay là người còn tặng cho người khác? Giả. Theo tôi làm giả. Chính là Lý Thế đó. Lần trước người mà mùi dẫn tới. Chính là người đó. Ta tặng hả? Chẳng phải ngươi nói có thể tặng cho người thân và bạn bè. Có gì đáng kinh ngạc chứ? Nói đi, hai người có quan hệ gì vậy? Quan hệ trong sáng. Trong sáng đến đâu? Trả lời cho rõ ràng. Người muốn ép ta nhận sao? Ta đã tặng cho vài người rồi. Chẳng lẽ ai ta cũng phải nói cho ngươi nghe hết? Còn không thì sau này ta sẽ không tặng nữa. Không, tôi cũng không có nói là cái gì hết. Thật sự là bạn bè tốt mà. Đáng tặng thì nên tặng. Tôi đâu có nói cái gì, chỉ hỏi thôi mà. Chưa hoài nghi ngươi, ngược lại nghi ngờ bổn cung cái gì chứ. Tôi nhỏ mọn vậy đó. Thì làm sao đây? Làm sao hả? Để bổn cung chiếm hữu cho bản thân rồi. Tùy cô. Còn cứng đầu nữa. Yên tâm, trong lòng bổn cung chỉ có thể một mình ngươi thôi. Vậy thì còn được. Hay là lên giường nghỉ ngơi một chút đi. Quả nhiên chạy khắp đường giả điên giả khùng. Việc này cũng chỉ có phu quân làm được thôi. Quân cũng là bị ép phải vô lại thôi. Nếu muốn thật sự từ chối phải bị chết đầu đó. Quân không muốn muội thành quá phụ. Đây gọi là chó vào đường cùng. Vậy thì sao chứ? Trong một đêm phu quân đã nổi danh khắp Trường An. Ngay cả đứa bé lên đà cũng biết. Thần thiếp gả cho một phu quân bị điên. Chúng ta đóng cửa lại qua ngày tháng của chúng ta. Mà kệ người ta nói cái gì chứ. Nhưng mà thần thiếp vẫn chưa hiểu. Tại sao phu quân lại kỳ tống tế quản như vậy? Phu quân có thói quen đến đó gây phiền phức cho người ta. Với lại người giúp chuyện trong tế quản luôn miệng nói tục. Một bụng toàn nam cướp nữ kỳ. Quỳnh không muốn vào nhóm của họ. Thật sao? Vậy thì không đi tốt hơn. Tránh giải hữu phu quân của muội. Tốt nhất là rút lui. Tái thiết trang trại. Chúng ta cùng thương lượng với tiền thuốc. Hôm trước một câu hỏi tiền thuốc. Tôi nói theo tình hình trước mắt cho tới trung thu, hộ nghèo sẽ có nhà mới. Vậy thì tốt quá. Tới trung thu này hộ nghèo có nơi để đoàn tụ rồi. Đúng rồi.
Lão Tứ, thì nói với muội, hôn sự của muội tỷ đang để ý rồi, muội cũng chuẩn bị tâm lý đi nha. Việc của muội tỷ đừng có lo, mới sáng sớm mà cho yên tĩnh được không? Thái độ gì vậy? Lừa tới như vậy sao hả? Lại không được ăn cơm rồi, lại ép huynh ghi khổ khung của Võ Mộc Di Thương rồi, nghĩ tới đầu cũng đau luôn. Muội thấy huynh muốn đau đầu thì có. Kỳ lạ. Tư thế. Đứng ở đó làm gì vậy? Nói gì vậy? Tử Hào, ngươi qua đây. Ta hỏi ngươi, cái này là gì? Cái rổ. Trong rổ đựng cái gì? Hạt giống. Hạt giống dưa hấu. Từ đâu mà có? Được tặng. Ai tặng vậy? Người không biết đâu. Nói thật đi. Lý Thế tặng đó. Tặng mấy trái? Để tôi đếm. Ta hỏi ngươi được tặng bao nhiêu trái dưa? Một trái. Giống dưa này bổn cung sẽ thu hồi lại. Không phải chứ, cô lấy gì mà thu hồi? Tôi không dễ dàng làm được đâu. Giờ tôi không trồng nữa, chúng ta xào để ăn đi là được rồi. Xào? Xào như thế nào? Chính là chút nguyên liệu để trên cát, sau đó thì xào. Ngon lắm đó, vừa thơm lại vừa giòn. Đúng là lần đầu tiên mới nghe cách này, muốn ăn thử thật. Vậy ngươi đi xào đi, còn không biết ngươi nghĩ gì sao? Muốn gạt ta? Được, xem như cô ác, cô sẽ không trồng đâu. Giả lại cô cũng từng nói với tôi rồi, muốn ăn thì hỏi cô lấy, tôi còn rảnh rỗi nữa. Thật đáng ghét. Mấy hôm nay trời nóng như vậy, người tính lúc nào sẽ cùng ta tới Sơn Trang đây? Vài ngày nữa đi. Mấy ngày nay bận rồi, cô nói nóng thì cứ đi trước đi. Vậy cũng được, chịu nóng hai ngày cùng ngươi vậy. Ta còn muốn thương lượng với ngươi việc này. Chuyện gì vậy? Ta muốn để nữ trưởng quầy học bản lĩnh của lão Tứ được không vậy? Được mà, cô thấy tôi nhanh gọn chưa? Bữa nay tôi sẽ nói với lão Tứ để cô ấy dạy tốt cho nữ trưởng quầy, nữ trưởng quầy của người. Mắt cũng đã trên trán rồi, không để ai trong mắt hết. Chẳng phải chỉ đắc tội với ngươi hai lần thôi sao? Sao thù lâu vậy? Người của ta, lúc cần thì sẽ không nương tay đâu. Không cần ngươi lo. Không còn sớm nữa, ta sẽ về trước đợi tin của ngươi. Vương Tử Hào 知道自己几斤几两，搞个发明创造，吃喝玩乐打屁泡妞倒是没问题。可是要是当了公务员，那这官场还真不是好混的呀。所以他决定装疯卖傻躲过这个关。下一集呢，子豪发明了火药，被工部发扬光大，战争利器面世了，那么大唐将更加强盛。哎呀，好啊好啊，怎么样，老不死的骨头都炸酥了吧？这么大的家伙还不把敌军的屎尿都炸飞上天啊啊身幽恋，情伤江湖间，回
你可能裂缝笑人脸，泪色半指尖，往事如烟，相思难解，重生没少见。痛经碎几片，发钗这半边。你可能烟一曲眷恋，低吟困冷片，往事断线，无声又念，心上江湖间。